Hello quý vị và các bạn, tôi này đang đứng trước quán A Mà. Nghe nói A Mà này là của gì đó Trấn Thành đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ vô chỗ review đồ ăn nè, dân dân và dân dân để chia sẻ lên cho mọi người xem chơi cho vui nha. Tony Lê cũng vô tình thôi, định đi ăn bánh tráng phơi xương ở đằng kia kìa. Mọi giờ bánh tráng phơi xương ta đóng cửa rồi, ta đi tết rồi thì ra hơi lỡ rồi đi bộ qua đây ăn ăn quán qua anh Trấn Thành luôn. Ok, let's go. Dạ, cảm ơn. Right here. Nguyên đại đội đi ăn bánh bánh tráng qua siêu rốt cuộc qua quán A Mà. Không nghĩ tới luôn. Không, tại vì mình không có tìm cái địa chỉ nên mình không có biết. Đang ngồi chờ bạn hả? Mấy cây dù này để có gì ăn xong trời mưa thì mình mỗi người lấy cây ra đi về đó. Thì trước cửa quán Trấn Thành có cái gì ở nha khoa Đeo Lia gì đây nè. Ok, đường này đường một chiều quý vị ơi. Ok, let's go eat. Alright, dạ. Xin chào. Ủa? Lên lầu, lên lầu nha, lên lầu nha. Ở dưới hết bàn, ở dưới hết bàn. Giờ lên trên lầu nha. Đâu rồi? Vô. Rồi vô. Má mi ngồi trong rồi tới mát rồi tới đây đi để đi quay. Ủi cho đó rồi. Bao nhiêu tầng, má đừng có để gần mặt bé điều ha. Tôi lên không biết có bao nhiêu tầng còn chuyện này á. Rồi, stop đi, để đi. Đây, trên lầu nhìn xuống nào quý vị. Lòng nhiều lắm nhưng mà không có chim nha quý vị. Ai có chim thì xách vô đây lấy cái lòng.
Ngói đó hậu, cái đó là ngói thiệt đó hả? Vậy hả? À, cái đó là mình để lên nóc nhà thiệt luôn cũng được á. À, miếng miếng gì là bao nhiêu tiền? Từ rẻ vậy, 27.000 bạc miếng thế hả? Đó chụp hình liên án về quảng cáo lên công ty liền. Nói quán A Mà, A Má. Ờ. Ờ. Nói quán A Mà có xài mối của em. À. Để nước suối rồi nhé. Để từ từ người ta đem người ta đâu. Tại nó đang đau của họ. Kêu quá trời món luôn cái gì đó, nhưng mà người ta làm lên từ từ cái này cái gì đó, mì xào hả? Mì xào hải sản. Rồi nói cho tiền cái này cái này gì? Là mì efu xào bò. Mì cabu xào bò. Còn này là hành thánh chiên. Hành thánh chiên. Cái này là mì khô xào hải sản. À. Cái này là ca dế, bánh ca dế. Bánh ca dế. Con gà dễ thương. À. Rồi còn nữa nha, xíu nó ra thêm nhiều thứ lắm. Đây tôi đi lên quay từ. Tôi đi lên chưa. À, chưa lên món. À. Đây, đây là món của tôi đi lên đây, lưỡi bò xào tỏi. Ok. Lòng gà mơ tỏi à, thấy chưa? Trong lúc everybody ăn mì là cái gì đó tôi đi lên ăn hàng độc và lạ, ăn những cái món mà tôi đi lên chưa bao giờ ăn trong đời. Lần đầu tiên ăn luôn đây là quý vị ơi. Rồi có bao lâu đâu mà hững hờ. Đè bộ đồ lòng ra đốt. Tôi ăn bên ngoài đế chén, giờ tôi đốt bộ đồ lòng. Cái gì liên quan tới bên trong là tôi đốt đó thôi à. Ok. Rồi quý vị ơi, thì bây giờ tôi này mới vừa ăn xong, chuẩn bị đón taxi để đi nơi khác, tiếp tục hành trình rảo vòng vòng Sài Gòn đêm 29 Tết. Ê baby, đừng có đi ra ngoài. Đây, mới dặn xong ra đứng trước cửa quán Ama để chờ taxi lại đón. À, Sài Gòn lung linh lấp lánh, đèn đốm. Đừng đi ra đường nha, baby, come here. Rồi tôi này xin tạm dừng video review quán A Mà ngay tại đây. Mời quý vị đón xem video kế tiếp nha. Coi tôi này sẽ đi đâu và review cái gì. À, hiện tại bây giờ thì trong quán rất là đông quý vị nha. Bye bye coi.